Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện số 43 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021. Theo đó, để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021 trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, các sở giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải, hành khách nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ, vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021.